ពេលដែលយើងវិវត្តចាស់ទៅចាស់ទៅសុខភាពនឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ដើរទៅមុខតាមនោះដែរដូចជាសក់ស្កើស្បែកយៀសជ្រីវជ្រួញជាដើមលើពីនេះដល់វ័យកាន់តែជ្រេសុខភាពចុះទ្រុឌទ្រោមងាយកើតជំងឺផ្សេងៗហើយជំងឺទូទៅមួយដែលពេលអាយុច្រើនទៅប្រឈមខ្លាំងនោះគឺពុកឆ្អឹងមូលហេតុអីមនុស្សចាស់កំហាប់ឆ្អឹងខ្សោយងាយពុក តាមវិច្ឆិកបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតឯកទេសជំងឺទូទៅឲ្យដឹងថាដោយសារវ័យចាស់រាងកាយរបស់យើងស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិផូស្វ័រពីក្នុងឆ្អឹងទើបធ្វើឲ្យកំហាប់ឆ្អឹងទន់ឬខ្សោយនៅពេលយើងកាន់តែចាស់យើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់កំហាប់ឆ្អឹងច្រើនជាងយើងនៅក្មេងហើយប្រហោងតូចៗនៅក្នុងឆ្អឹងកាន់តែរីកធំហើយស្រទាប់ខាងក្រៅរងមាំខ្លះជាស្ដើងជាងមុនពោលគឺឆ្អឹងឡើងក្រាស់រងមាំដូចមុនប្រែជាទន់
Rò viên mà nụt bỏ nâng sấy nô nà bà châm nâng chùm ngư bốc chân chiên kế. Chùm bố chùm ngư bốc chân nẹ nà có ai bà châm nâng cạt làng đá áo tè chô với chùm nát. Bên tay mà nụt sấy nghi cạt chùm ngư ní bà priếp tiếp nâng mà nụt bỏ. Ní bà tam National Osteoporosis Foundation. Hạt bò chì trán ách bình chạy bàn thá, sơ trái nghi bà châm nâng chùm ngư bốc chân chiên bò rò rù miến. Chì tù tớ mà nụt sấy tay miên chân tốt nâng sdang chiên mà nụt bỏ. Ormôn estrogen miên nực nông khuôn sơ trái đà chùi ca bia chân, miên ca thoi cho giang khá nơi bê sơ trái ở rợt đớ, chỉ hết bận ở lại bạch bóng chân. Nên chỉ một là hết đạo áo cắt này cả vì vót ta chỉ chung ngư bốc chân càng lãng nơi bê sơ trái chiến đo với ở rợt đớ. Còn lưu ở vầy khá chùi ai chân răng móm tù vầy chán. Miên tích nịch chán đã chùi dưỡng ca bia chân ai răng móm mình nghỉ bốc bán bênh mua chỉ vật dường. Ca ca bia chung ngư bốc chân của ta chấp đáng bị bê nơi mình vầy ra hột làng móc, tù dưỡng chắc có trợ bần to thơ vừa đài. Bụi rộp biệp này cả rùn nơi rộp bỏ dưỡng chỉ phần ảnh mới đặt bằng cơ ai chung ngư bốc chân cả lần. Đảm bây ca phía chân mình ai bốc bán, dưỡng ai chấp đàn phơ tam tịnh nịch đồ chía. Mỗi nhằm rộp bỏ bà hát đàm mình tổ lý giáp hiếp nâng tổ tuổi bàn chít cao sốm nâng vitamin D cực cơn. Pí, thua sẽ cầm một phiếp bàn chán rư hạt bàn chìa bà chám. Bấy nhằm ai hà lọ lọ xâm rạp chân đồ chía bần lại nâng phá chớ. 4. Chia viên chuột bà rấy nâng cắt bần thoi phật rừng sở vấn, càng tài tích càng tài lõ. 5. Rạ xa tùm ngôn này bàn thế, cùng ai lượt tùm ngôn. 6. Phật mà xác tật đọc cô chùm nuôi chấn, bố viên miên bạc định mạng cao xôm chát bấm phót bà priệp thiệp nâng ả hạp xên tiệt. Sắp ngày này tật đọc cô đa tuôn nế tiêu giang xâm khăn khăn ca cắt bần thoi chùm nuôi chấn nâng sân lạ. 7. Cắt bần thoi ả hạp rãi nâng chít sko chán.